chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Home. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị một mẫu nhà rất đẹp do Mắt Home trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của chị Đào Thị Thúy ở Thuận Minh, Thọ Xuân, Thanh Hóa. Và trước khi chúng ta đến thăm căn nhà của chị Thúy ngày hôm nay cũng như tất cả video trước, Nhật An dành ít phút đầu tiên điểm sơ một số thông tin cơ bản về Mắt Home. Mắt Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Dù cho quý vị đang ở miền Bắc, ở miền Trung hay ở miền Nam, thậm chí quý vị đang ở nước ngoài và chúng ta có nhu cầu để thiết kế và thi công trọn gói cho căn nhà của mình ở Việt Nam, hoàn toàn có thể liên hệ với Mắt Home và số hotline để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ nhé. Nhiều quý vị thắc mắc là nếu tôi ở nước ngoài tôi không gọi điện thoại được thì phải làm sao? Thì quý vị hoàn toàn có thể là chúng tôi sẽ quý vị có thể nhắn Zalo cho số hotline hoặc quý vị có thể truy cập vào fanpage của Mắt Home ở trên Facebook, ví dụ là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắt Home nè. Rồi quý vị có thể nhắn tin riêng thì sẽ có nhân viên của Mắt Home trao đổi công việc của quý vị nhé. Nói chung là bây giờ thì thời đại nó kết nối rồi quý vị ha, cho nên dù chúng ta ở xa đến như thế nào mà chúng ta có nhu cầu, chúng ta mong muốn thì cứ liên hệ Mắt Home, tôi sẽ hỗ trợ hết mình. Hiện tại chúng tôi đang chạy chương trình khuyến mại, đó chính là hoàn trả 100% phí thiết kế khi thi công trọn gói, cho nên nếu có nhu cầu hãy liên hệ ngay để nhận được những ưu đãi này nhé. Trở lại với căn nhà của chị Thúy ngày hôm nay thì đầu tiên em sẽ mời quý vị xem qua ảnh vẽ 3D của căn nhà này trước đi nhé. Đây là một căn nhà, quý vị nhìn thì quý vị đoán là nó bao nhiêu tầng ạ? Nếu chúng ta nhìn sơ chúng ta sẽ nghĩ nó là 2 tầng đúng không nào? Thì cũng đúng như vậy, nhưng mà thật sự nếu mà gọi chính xác luôn thì nó sẽ là có một tầng một bên dưới và một tầng lửng ở bên trên. Tầng lửng là tầng như thế nào? Thông thường thì chúng ta sẽ biết là nhà 1 tầng hoặc nhà 2 tầng. Nhưng mà nếu mà tầng lửng đó quý vị thì nó chỉ là một cái tầng, nó không có gọi là trải cái phần sàn bằng với cái sàn ở bên dưới ha, cho nên là nó chỉ là một phần thôi, cho nên người ta gọi lửng là như vậy, tức là nó không phải là full toàn bộ của cái mặt sàn ở bên trên. Cho nên là với những cái nhà Mắt Home thiết kế thì chúng tôi sẽ tư vấn ví dụ là về nhu cầu của quý vị là như thế nào. Có thể là nếu mà chúng ta xây ở bên dưới hết là nhà một tầng thì ngôi nhà nó lại bị quá là rộng đi, đôi khi nó lại mất mỹ quan. Còn nếu mà chúng ta lại xây lên mà ta xây nguyên một cái tầng thêm một tầng nữa thì nó lại bị dư diện tích, chúng ta lại không sử dụng. Vậy thì cái giải pháp đó chính là chúng ta xây tầng lửng, giống như là 0.1, 0.2 mà là 1.5 vậy đó quý vị ha. Cho nên là đây cũng là giải pháp mà nhiều gia đình hiện tại cũng ưa chuộng. Đó là về gọi là phân chia số tầng của căn nhà này. Bây giờ ta bàn về hình dáng căn nhà nhé. Đây sẽ là một căn nhà quý vị thấy là phong cách gì ạ? Em nghĩ là em không cần nói nhiều, quý vị nhìn vào thì cũng đoán ngay. Đây là phong cách tân cổ điển ha. Phần mái ở đây thì cũng là loại mái rất quen thuộc, đó chính là mái Thái. Mái Thái thì quá nhiều ưu điểm rồi, em khen nó rất nhiều lần rồi. Nếu mà chúng ta xét về những cái tiêu chí cho một cái mà loại mái là gì, là thẩm mỹ nè, là công năng nè, là phong thủy nè, thì mái Thái nó trọn gói luôn quý vị ha. Nó vừa tốt về thẩm mỹ, vừa tốt về công năng và cả tốt phong thủy nữa, cho nên là với nhà mái Thái chúng ta hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng. Với ngôi nhà này chúng ta sẽ lợp ngói Fuji có màu xanh dương ở bên trên. Khi mà quý vị lợp ngói á, thì chúng ta cũng có nhiều sự lựa chọn. Ví dụ cái việc mà chúng ta lợp ngói mà Fuji ha, những cái loại ngói Đông Dương chẳng hạn, những cái loại ngói tốt á, thì đó cũng là một sự lựa chọn rồi. Nhưng có nhiều gia đình ví dụ chúng ta muốn tiết kiệm chi phí thì quý vị có thể lựa chọn là lợp tôn. Nhưng mà nếu mà cái giải pháp nữa đó chính là tôn giả ngói đó quý vị ha. Nếu mà chúng ta lợp những cái tôn truyền thống á, thì đôi khi nó sẽ gây nóng cho căn nhà này, cũng như là về chống dù nước mưa, chống ồn, chống nóng nó không thể nào tốt bằng so với ngói được. Cho nên chúng ta có thể lựa chọn là gọi là tôn giả ngói. Thì với tôn giả ngói thì nó cũng không hoàn toàn thay thế được ngói đâu, nhưng nó cũng cải thiện rất nhiều so với tôn truyền thống rồi, cho nên là quý vị cũng có thể lựa chọn căn nhà của mình nhé. Tiếp theo thì em sẽ bàn một chút xíu về màu sắc của căn nhà này. Như quý vị có thể thấy là phần mái thì chúng ta sẽ lợp là cái tông màu lạnh rồi. Còn phía bên dưới căn nhà thì ở đây mới hay nè quý vị, chúng ta sẽ chia thêm hai tông màu nữa, đó là tông màu trung tính và tông màu nóng. Với tông màu trung tính đó sẽ là tông màu trắng của phần tường sơn, cũng như là cái tông màu ghi của cái phần gạch mà chúng tôi ốp ở đây. Gạch thì có thể thấy là sẽ có gạch Inox nè, sẽ có đá chẻ ở bên dưới chân tường. Còn lại thì chúng tôi sẽ sơn, ở đây chúng tôi sẽ sơn nó sẽ là cái màu vàng kem đó quý vị ha. Nó sẽ nhạt nhạt, nó không phải là cái màu quá là chói chang, nhưng mà nhìn nó vẫn rất là thu hút và sang trọng.
ở phần bên dưới của cái trụ cột á, quý vị thấy không ạ, những cái trụ cột căn nhà nè, thì chúng tôi sẽ sơn ở đây, đó chính là sơn giả đá màu vàng rơm. Khi mà chúng ta sơn như thế này thì nó tạo hiệu ứng rất là đẹp cho căn nhà. Bên cạnh đó thì nếu mà chúng ta xét một cái quan niệm của Việt Nam đó, thì quý vị đã biết rồi, người ta hay nói là trời tròn đất vuông đúng không nè. Thì ở đây cái cột này cũng vậy ha, cái trụ cột bên trên á thì nó sẽ là trụ tròn, nhưng mà cái đế cột bên dưới sẽ là đế vuông, cho nên là nhìn cao nhà rất là cân bằng với nhau. Và sẵn đây nói về tròn thì chúng ta cũng phát hiện ra có những cái đường cong duyên dáng ở trong căn nhà, ví dụ là cái phần mái nhà hoặc là ngay khu vực cửa chính căn nhà nè, rồi cái cửa bên trên tầng lửng nè, ngay cái ban công cũng có nguyên cái đường cong, nó quá là đẹp và đúng chất của một căn nhà tân cổ điển nhé. Đó chính là về tổng quan bên ngoài của căn nhà của chị Thúy. Bây giờ hãy cùng Nhật An tiến vào bên trong để xem thiết kế căn nhà này như thế nào. Đầu tiên sẽ đọc là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Thì quý vị sẽ thấy đầu tiên là mặt bằng định vị công trình nè. Đây là công trình của nhà chị Thúy ha. Thì từ phía mặt tiền căn nhà đi ra phần đường giao thông phía trước là rơi vào tầm khoảng là hơn 18m. Rồi căn nhà này sẽ được xây dựng là cạnh nhà ông bà nè, không xây tường ngăn sau đi chung nè. Rồi cạnh bên một bên đó là nhà anh trai. Có thể thấy là nhiều căn nhà và đặc biệt ở những vùng tỉnh đó quý vị, thì người ta sẽ thích xây dựng kiểu như là một hệ gia đình lớn á, người ta sẽ xây nhà gần với nhau như thế này, thì cái việc đó nó cũng giúp gắn kết tình thân ở trong gia đình hơn, thì cái đó cũng là sự lựa chọn của nhiều gia đình. Tiếp theo xét về hướng nhà thì quý vị có thể thấy so sánh với hoa tiêu của chữ B nè, thì quý vị sẽ thấy là căn nhà nó sẽ nằm cùng hướng với hướng chữ B, thì đó chính là hướng Bắc quý vị nhé. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng nội thất của căn nhà này. Đầu tiên là nội thất tầng 1, thì chúng ta sẽ thấy căn nhà sẽ có chiều dài là 17,83m, chiều rộng là 9,92m. Từ đó anh tính được tổng diện tích sử dụng của cả tầng 1 và tầng lửng bên trên là rơi vào tầm khoảng 200m². Về công năng thì tầng 1 chúng tôi sẽ bố trí là có một phòng khách nè, một phòng bếp ăn nè, 3 phòng ngủ ha, một khu vực nhà vệ sinh chung, một khu vực nhà tắm chung. Rồi căn nhà này thì sẽ có 3 lối tiếp cận, một lối sảnh chính đi vào, một lối đi ra sảnh phòng, một lối cửa hậu phía sau. Liên quan đến cửa, quý vị có để ý có một sự khác biệt rất lớn về kích thước cửa không ạ? Đó chính là cửa chính thì chúng tôi sẽ lắp là cửa 4 cánh nè, cửa phụ là 2 cánh và cửa hậu là 1 cánh. Cái điều này nó liên quan đến cả thẩm mỹ lẫn phong thủy nha. Đương nhiên thẩm mỹ thì cửa chính là phải cửa lớn nhất. Tự nhiên ta đi vào cửa chính mà cái cửa nhỏ xíu, ta đi ra là cái cửa lớn thì nó quá là sai đúng không nè. Cho nên là cái việc mà cửa chính lớn nhất là nó lý do như vậy. Bên cạnh đó liên quan đến phong thủy nữa, thì theo phong thủy cửa chính là cái nơi mà chúng ta sẽ đón tiền tài, đón may mắn, đón tài lộc, thì chắc chắn chúng ta phải thiết kế nó lớn nhất để mà nó sẽ thu hút được nhiều vào. Cho nên là đó là lý do mà cửa chính sẽ luôn luôn được thiết kế lớn và cũng như là được trang hoàng lộng lẫy nhất của căn nhà nhé. Và liên quan đến phong thủy thì mắt hôm tôi sẽ có chuyên gia phong thủy để tư vấn cho quý vị. Chuyên gia sẽ tư vấn cả về ví dụ nghi thức động thổ này, ngày giờ động thổ nè, chúng ta nên làm nghi thức như thế nào, cũng như là về lễ bàn giao nhà sẽ được tiến hành ra sao, thì tất cả chuyên gia phong thủy sẽ tư vấn. Quý vị có thể liên hệ mắt hôm để được chuyên gia phong thủy giải đáp những thắc mắc của mình nhé. Tiếp theo ta sẽ tiến lên tầng lửng. Tầng lửng của căn nhà chúng ta sẽ bố trí là có một phòng ngủ nè, một nhà vệ sinh chung. Tầng này thì chúng ta còn thấy có một cái khu vực để trống nè, cạnh ở đây thì có thái dương năng, còn lại là khu vực thông tầng. Khu vực thông tầng này nó sẽ giúp cho ví dụ ta ngồi trong phòng khách của căn nhà đi, thì quý vị sẽ cảm giác cực kỳ là mát mẻ nhé. Bây giờ sẽ đọc đến mặt đứng của căn nhà chị Thúy. Ở đây sẽ đọc mặt đứng trục CA. Với mặt đứng này thì từ có sông Hồng lên đỉnh đỉnh của mái là 10,5m. Sàn tầng 1 là có sông Hồng lên đến sàn tầng lửng ở bên trên là 3,3m. Sàn tầng lửng lên đến sàn của mái luôn là 3,1m. Ngược lại thì quý vị thấy từ có sông Hồng xuống gần lệ sơn là 75cm. Chia cho 5 bậc thì mỗi bậc là 15cm. Bên dưới này chúng ta sẽ có 4 cái hình thoi tương ứng vật liệu khác nhau. Ví dụ là mái lợp ngói, tường ốp gạch trang trí, tường ốp gạch NAS. Rồi có một khu vực thì chúng tôi sẽ ốp là tường sơn giả đá màu vàng rơm vân mây nè. Bây giờ thì em sẽ đọc đến chính là mặt cắt của căn nhà này. Ở đây sẽ đọc là mặt cắt trục AA. Với mặt cắt này thì chúng ta sẽ thấy được lối cầu thang đi trong nhà nè, một số cửa đi trong nhà nè, rồi khu vực nhà vệ sinh ở trên tầng lửng ha. Nhìn vào khu vực nhà vệ sinh này thì quý vị cũng thấy là sẽ có các phần trần. Chúng ta sẽ làm trần thạch cao nè, rồi chắc chắn là sẽ là lăn sơn hai nước bản matit màu trắng rồi đó. Nhưng mà với nhà vệ sinh thì lúc nào nó cũng phải yếu tố là chống ẩm là quan trọng nhé. Rồi ví dụ là sàn của tầng mái, sàn tầng lửng chúng ta đều sẽ đổ bê tông, cho nên nó sẽ có màu đen thế này để đảm bảo cái độ chắc chắn.
Bây giờ thì An sẽ đọc tiếp đến một bản vẽ rất quan trọng, đó là chi tiết thang của căn nhà này. Quý vị có thể thấy ở đây nè, mặt bàn thang từ tầng 1 lên tầng 2 nè ha. Chúng ta sẽ có kích thước rất rõ ràng. Rồi ký hiệu vật liệu, một là đá granite đen ánh kim dày 20mm, số 2 là lan can kính tây vịnh gỗ lim Nam Phi nè. Rồi bên đây là mặt cắt nè, quý vị thấy không ạ? Rồi ở bên dưới là chi tiết của thang, chi tiết trụ gỗ, chi tiết con tiện inox. Thì ví dụ chi tiết bậc thang, quý vị có thể thấy dưới một cái bậc thang thôi nó sẽ có rất là nhiều cái lớp chồng lên nhau. Ví dụ lớp sơn bay nước màu trắng, lớp vữa, sàn bê tông, lớp gạch xây, lớp trát lót bậc thang, lát đá granite màu đen. Rất là nhiều luôn quý vị nhé. Bây giờ thì em sẽ đọc đến một bản vẽ anh nghĩ là nhiều quý vị cũng sẽ quan tâm đến. Đó chính là mặt bằng lát sàn của căn nhà. Ở đây sẽ đọc mặt bằng lát sàn của tầng 1. Những khu vực chính căn nhà, ví dụ phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ, chúng ta ký hiệu số 1. Lớp gạch granite phân đá màu trắng kích thước 800x800. Màu trắng thì sẽ luôn là cái màu nó được chọn rất nhiều, bởi vì nó giúp căn nhà nhìn sạch sẽ hơn, nhìn rộng rãi hơn, đó cũng là cái hiệu ứng thị giác. Còn khu vực ví dụ là nhà vệ sinh nè, thì chúng ta ký hiệu là số 3, lớp gạch ceramic chống trơn có màu ghi tối kích thước là 300x300. Với những khu vực nhà vệ sinh thì chắc chắn là cái việc chống trơn, chống thấm là luôn luôn phải được quan tâm ha. Và thông thường cái phần gạch mà chúng ta ốp với quý vị thì cũng nên lựa chọn cái tông màu tối. Bởi vì khi mà chúng ta ốp như vậy thì ví dụ mà một thời gian sử dụng, cái việc lau chùi nó cũng không có khiến cái gạch chúng ta nó bị ố màu, xuống màu ha. Bây giờ thì em sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà chị Thúy. Dựa mặt bằng móng có thể thấy là căn nhà xử lý là móng băng bê tông cốt thép. Với móng băng thì em chia sẻ rất nhiều lần rồi, đây là cái loại móng cực kỳ phổ biến cho những căn nhà có mắc hôm hiện nay. Bởi vì đa phần nhà lô phố hoặc là nhà cấp 4 hoặc là những ngôi nhà 1-2 tầng bình thường đó quý vị thì có thể lựa chọn móng băng rồi. Móng băng sẽ giúp truyền tải trọng xuống nền đất đều hơn. Nếu chia theo phương vị, móng băng sẽ có móng băng một phương, móng băng hai phương. Nếu chia theo vật liệu sẽ có móng băng gạch, móng băng bê tông cốt thép. Và thông thường với những thiết kế của mắc hôm thì đa phần chúng tôi đều sẽ xử lý là móng băng bê tông cốt thép, đảm bảo sự chắc chắn nhất cho căn nhà quý vị nhé. Vậy Nhật An vừa giới thiệu quý vị về căn nhà của chị Thúy ở Thọ Xuân, một mẫu nhà tân cổ điển với tầng lửng cũng khá là mắc. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này muốn thiết kế tương tự, đừng ngại liên hệ ngay với Mắc Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.